Những dự đoán Parker và Johnny về thảm họa Nhật Bản, cuộc bầu cử của Trump và cuộc thanh lọc vĩ đại của trái đất. Hai bậc thầy tiên tri là Hamilton Parker và Johnny Pachi đã có một buổi kết nối thú vị trên YouTube để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Johnny Pachi được biết đến là người đã nghiên cứu và sử dụng chiêm tinh vệ đà được 20 năm. Trong thời gian học tập tại Ấn Độ, thì Parker cũng đã tiếp xúc với loại kiến thức cổ xưa và bí ẩn này. Cả hai đều đồng ý rằng chiêm tinh vệ đà đã giúp họ hiểu sâu sắc về nghiệp báo và nhận ra ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống như thế nào. Hai nhà tiên tri của chúng ta nói gì về vấn đề này? Họ đã đưa ra những dự đoán gì cho những thảm họa tiếp theo? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Parker tin chắc rằng vận mệnh của mỗi người không thể tùy ý sắp đặt, mà thực tế ngay từ khoảnh khắc sinh ra, cuộc đời của bạn đã được ghi chép trên một lá số tử vi duy nhất, giống như những gì người Trung Quốc thường nói về tử vi bát tự. Trên thực tế, tử vi có sự tương đồng với bản đồ sao. Sau khi nghiên cứu biểu đồ sao của Trump, Johnny đã rút ra một số kết luận đáng kinh ngạc rằng, mặc dù Trump hiện tại đang đối mặt với nhiều rắc rối, tình hình có vẻ không khả quan, nhưng biểu đồ sao lại cho thấy vận mệnh của ông ổn định hơn so với lần ông thắng cử trước đó. Vào ngày bầu cử, biểu đồ sao của Trump cho thấy sao Kim và sao Mộc đồng thời xuất hiện. Hai hành tinh này có liên quan mật thiết đến vận may của ông. Johnny cho biết, sao Mộc sắp vào cung thứ 10 của Trump, trong khi sao Kim sẽ lùi về cung thứ 4. Trong chiêm tinh học, cung thứ 4 được xem là biểu tượng của quyền lực. Ngoài ra, bà cũng đề cập rằng Trump sinh vào ngày có nguyệt thực. Những người như vậy thường có năng lượng mạnh mẽ, nên Johnny tin chắc rằng ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Dự đoán của Parker hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Johnny, bởi vì ông cũng đã nghiên cứu biểu đồ sao của Trump. Tuy nhiên, Parker chỉ ra rằng biểu đồ sao cho thấy sau khi đắc cử, Trump có thể sẽ thể hiện phong thái của một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhà tiên tri thậm chí còn đề cập đến tiền kiếp của Trump là một người Bà La Môn Ấn Độ. Theo dự đoán từ biểu đồ sao, vị tổng thống mới của nước Mỹ có khả năng sẽ đưa ra nhiều quyết định gây chấn động toàn cầu khi hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, trở thành một nhân vật tương tự như nhà lãnh đạo tôn giáo. Còn về tôn giáo này là Kitô giáo hay là một loại tôn giáo phương Đông mà ông đã tin trong tiền kiếp, thì Parker cũng không chắc chắn. Nhưng ông tin rằng đây có thể sẽ là một loại tôn giáo hoàn toàn mới, vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mặc dù Trump đã thành công trong việc tái đắc cử, nhưng tình hình thế giới chưa chắc đã ổn định hơn. Cả Parker và Johnny đều cho rằng tương lai thế giới có thể trải qua một giai đoạn tăm tối. Đầu tiên, họ dự đoán rằng Paris sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc bạo loạn công cộng. Lúc đó sẽ xảy ra các cuộc xung đột bạo lực quy mô lớn trên lãnh thổ Pháp. Thứ hai, Parker dự đoán rằng khu vực dòng chảy của Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một đám mây khí khổng lồ với diện tích bao phủ rộng lớn, gần như chiếm một nửa trái đất. Ông dự đoán rằng điều này có thể là do sự chuyển động của các mảng lục địa lớn gây ra, chứ không phải là hiện tượng kích thích đảo ngược. Ngoài ra, Parker cũng cảnh báo rằng đám mây khí khổng lồ ấy có thể sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến núi Phú Sĩ ở Nhật Bản và bang California của Mỹ. Như mọi người đều biết, Nhật Bản nằm trên vành đai núi lửa và mặc dù núi Phú Sĩ có phong cảnh hùng vĩ, nhưng thực tế nó lại là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhiều nhà khoa học cũng dự đoán rằng núi Phú Sĩ có thể sẽ phun trào một lần nữa. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Tóm lại, dự đoán của Parker và Johnny đã cung cấp cho chúng ta một góc nhìn độc đáo về những xu thế lớn của thế giới, khiến chúng ta vừa có hy vọng về tương lai, vừa phải vô cùng cảnh giác. Ngoài ra, lời tiên tri thứ ba của Johnny còn nói rằng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một thảm họa quy mô lớn. Về vấn đề này, trước đây bà thực sự không chắc chắn, nhưng dựa trên những hiện tượng kỳ lạ từ những đám mây bí ẩn mà Parker mô tả, Johnny dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trước đây, Johnny đã có nhiều dự đoán thành công như trận đại sóng thần xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Nhiều người dân Nhật Bản đã vô cùng biết ơn vì bà đã giúp họ tránh được nhiều tổn thất về tài sản. Và lần này, Johnny Pachi lại nhìn thấy dấu hiệu về thảm họa lớn sắp xảy ra từ bản đồ sao của Nhật Bản. Mặc dù không biết đó là một cuộc tấn công do con người, động đất, chiến tranh hay vũ khí hạt nhân, nhưng bà tin chắc đây sẽ là một sự kiện lớn. Các hiện tượng thiên văn cho thấy sao Thiên Vương đang tiến vào Kim Ngưu
và hình thành sự kết hợp với mộc tinh. Tình huống này chỉ xảy ra một lần trong 84 năm và lần gần đây nhất là diễn ra vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Khi đó, Nhật Bản đã tấn công Trân Châu Cảng, còn Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Johnny nhấn mạnh rằng đây không phải là lời phóng đại, bởi vì những hình ảnh như vậy lại xuất hiện một lần nữa và rất nhanh thôi, sao Hỏa sẽ hình thành sự kết hợp khác với sao Thiên Vương. Sự kết hợp này khá nguy hiểm, bởi cụ thể sao Kim Ngưu sẽ hình thành sự kết hợp với sao Angol. Angol còn được gọi là Beta Persei, nằm trong chòm sao Perseus. Mọi người thường gọi nó là ngôi sao quỷ, bởi trong thần thoại Hy Lạp, ngôi sao này chính là Gorgon Medusa, người phụ nữ bị chặt đầu vĩnh viễn. Trong chiêm tinh học, Angol được xem là một ngôi sao cực kỳ ác độc. Nhà chiêm tinh vĩ đại thế kỷ 17, William Lilly đã từng cảnh báo rằng trong lịch sử có nhiều nhân vật nổi tiếng, nếu ai đó có khía cạnh của Angol trong bản đồ sao của họ, thì người đó rất có thể sẽ mang lại vận rủi cho bản thân hoặc cho người khác. Vậy nên bản thân người này phải trở nên trưởng thành và thông suốt hơn. Johnny cũng nhắc mọi người rằng rất nhiều người nổi tiếng như Picasso, Dali, Van Gogh, cung nương Diana trong bản đồ sao của họ đều có Angol. Bà cảm thấy rằng trái đất có thể sắp đón một sự chuyển biến lớn và tin tưởng chắc chắn về trực giác của mình. Nhưng đến cuối cùng, dù ban đầu chúng ta có thể không hiểu rõ tình hình, nhưng chắc chắn sẽ có thể lĩnh hội được nhiều điều từ đó. Trong dự đoán thứ tư của hai nhà tiên tri, mọi sự xảy ra đều là nhờ vào lòng từ bi của Chúa. Nên vào khoảng ngày 20 tháng 4, sao Thiên Vương và sao Mộc đã hình thành sự kết hợp ở Bạch Dương. Đây là một dấu hiệu chiêm tinh cho thấy làn sóng thức tỉnh tâm linh đã đến. Sao Thiên Vương đại diện cho những điều bất ngờ và sự thay đổi. Trong chiêm tinh học, nó còn biểu trưng cho sự thức tỉnh tâm linh, còn sức mạnh của sao Mộc sẽ làm cho tín hiệu này trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, thời gian tới, sẽ có nhiều người bắt đầu tỉnh thức để khám phá những bí mật siêu hình mà khoa học không thể giải thích, cùng những sự thần của vũ trụ thay vì chỉ nghe một chiều từ truyền thông. Johnny đặc biệt nhấn mạnh rằng, chiêm tinh học không chỉ đơn giản là nghiên cứu các vì sao, mà là thông qua việc giải mã mối quan hệ giữa các vì sao và bản đồ sao, để tìm ra mật mã vận mệnh của mỗi người. Đó mới chính là giá trị thực sự của chiêm tinh học. Ngoài ra, Johnny còn tiên đoán rằng trái đất sẽ trải qua một cuộc chuyển biến lớn. Quá trình ấy giống như một cuộc thức tỉnh của nhân loại, và tất nhiên, cuộc chuyển biến lớn này sẽ không dễ dàng và vui vẻ, mà là một cuộc đối đầu quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối, giống như cơn đau trước khi chuyển dạ đầy thách thức và khó khăn. Nhưng cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ chào đón một kỷ nguyên tươi đẹp. Thực ra, ngay trong buổi phát trực tiếp của mục sư Brandon, ông cũng đã đề cập đến việc Chúa sẽ thu hoạch linh hồn vào thời điểm tận thế. Đây giống như một dạng phán xét đối với linh hồn. Tại các nước phương Tây, cách nói này được gọi là sự thu hoạch linh hồn của Chúa, trong khi ở phương Đông thì được gọi là đạt được hoặc chiếm được quốc vị. Nói cách khác, thời khắc phán xét không phải xảy ra ngẫu nhiên, mà là một thử thách từ Chúa đối với những người tin tưởng Ngài và toàn nhân loại. Trong thời khắc then chốt của cuộc phán xét này, ai sẽ bị loại bỏ, ai sẽ được cứu rỗi và ai sẽ đạt được sự trọn vẹn trong tâm hồn, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân. Nếu nhân loại chọn sai con đường, họ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tiến hóa lớn. Theo tình hình hiện tại, có vẻ như con người vẫn chưa có dấu hiệu đưa ra lựa chọn đúng đắn. Parker cũng cảm thấy rằng chúng ta đang đi trên một con đường khó khăn nhất, nhưng đây cũng là một bước ngoặt quan trọng dẫn đến thời hoàng kim. Có thể con đường trong tương lai vẫn còn gập ghềnh, nhưng chỉ cần nhân loại giữ vững hy vọng, kiên định tiến đúng hướng, thì có khả năng vượt qua bóng tối và chào đón một tương lai tươi sáng mà chúng ta mong đợi. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.